Rồi quay. Đây ngón tay gì này. Qua đi. Qua đi, sang đi. Sang, 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 sang về chủ mới, nhanh. Bình tĩnh nào. Nửa cái lồng này sang ngay. Đó. Và bây giờ sẽ niêm phong bằng kìm cảm sát. Đó. Người yêu này không khá hàng quen. Bên xe miền Đông. Bên xe miền Đông chuyển khoản. Mùng 2 tháng 7, sáng mùng 4 tháng 7 là nhận được. Con chim quá là thuần luôn. Con đẹp. Đuôi dài. Lòng không quá trời chim luôn. Này con Thái này, Thái thổ ấy. Bón quần đấy là bác chăm sóc chim cho mình, hộ giúp mình trong lúc đi gửi chim. Là một tăng khoảng 40 hơi nhá. Bắt đầu. Ít thế.
Ít quá nhỉ. Này. Không sung mấy. Mồi hay kiếm khách coi nè, bắt chim nha. Bắt chim gà bón nhập đàn rồi. Quý vị các bạn có thể yên tâm khi gọi điện đến tổng đài 0163 530 5982 để được mua những chuông chim cu gáy đúng chất lượng, đúng giá thành. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook để được đón nhận những video mới nhất của Thao Chim Cu Gáy. Thân ái chào tạm biệt. Bắt nốt con này đã.